mình là Dual Market. Mình là Hoàng Song Tử. Hôm nay thì bọn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số ý nghĩa đặc biệt của các thành phần trong bộ trò chơi Khu Rừng Kim Cương. Đây là Khu Rừng Kim Cương. Tại sao lại là khu rừng mà không phải là bầu trời kim cương hay là bãi biển kim cương? Vì khu rừng tượng trưng cho sự đoàn kết và rộng lớn. Trong rừng thì có rất nhiều loài cây khác nhau, và mỗi cây thì có một hình dáng hay là một loài cây khác nhau, nhưng chúng đều đoàn kết để tạo thành một khu rừng rộng lớn. Đó là ý nghĩa của khu rừng nha. Đó, mỗi một cái cây đây cũng chỉ là một cái thành tựu để giúp chúng ta đạt được ước mơ hay là mong muốn của mình. Ở trên cái bản đồ này nó có mấy cái biểu tượng của các ô đất này, không biết là có ý nghĩa gì sâu xa không ạ? Thì chúng ta có biểu tượng ở đây cũng tượng trưng cho bốn mùa. X thì đây là mùa xuân này, tròn này là mùa hè, tam giác là mùa thu, và hình mặt trăng đây là mùa đông. Thì tại sao chúng ta gọi đây là xuân hạ thu đông? Thì mùa xuân ở đây là bắt đầu của một năm ấy, cũng là cái sự bắt đầu, nó cũng là gần nhất với vị trí gâu. Mùa hè thì là lúc mà chúng ta có thêm cơ hội. Đây là biểu tượng hình tròn, cũng giống như là mặt trời vậy, nó tỏa nắng xong rồi sinh sôi. Đây là lúc mà khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta sẽ thu hoạch rất nhiều kim cương. Đó. Tiếp theo là mùa thu. Là mùa thu là mùa của sự chuyển giao. Chúng ta dần dần từ mùa hè cho đến mùa đông. Đó. Và cuối cùng là mùa đông thì là mặt trăng. Thì mặt trăng cũng một phần biểu tượng là sự lạnh lẽo này, và cũng bắt đầu khi mà đến mùa đông là chúng ta sẽ gặp những sự mất mát. Đó. Thì chả đi có đại dịch ở đây là chúng ta sẽ mất kim cương, và cuối năm là đột quỵ chẳng hạn, đó cũng là lúc mà chúng ta mất kim cương rồi. Thì đấy là biểu tượng của các cái ý nghĩa của các biểu tượng trên bản đồ. Ok. Thì cũng tương ứng với lại bốn màu của các ô đất ở trên bản đồ, thì chúng ta cũng sẽ có bốn màu của kim cương là màu vàng nè, màu xanh, màu tím và màu đỏ. Thì không biết là bốn cái loại kim cương này thì nó có ý nghĩa gì đặc biệt nữa không? Ok, đầu tiên chúng ta có màu đỏ. Màu đỏ là biểu tượng của sự dũng cảm và mạnh mẽ. Đó, đấy là màu đỏ mạnh mẽ, siêu nhân ấy. Tiếp theo chúng ta có màu vàng. Màu vàng, màu vàng tượng trưng cho sự giàu có và khả năng là quản lý tiền bạc của các bạn. Màu vàng, và chúng ta lại thấy là màu vàng rất là hiếm trong mặt chơi này. Nghe có vẻ rất kích. Nhưng mà màu vàng này cũng có một ý nghĩa là tượng trưng cho sự phản bội. Tiếp theo chúng ta có màu xanh nước biển. Màu xanh là biểu tượng của suy nghĩ tích cực và cũng là sự lạc quan, và cũng là màu cơ hội nữa. Đúng, giống như màu của Bảo Bình. Xanh hy vọng. Xanh hy vọng, giống như màu của Bảo Bình vậy. Đó. Cuối cùng là màu tím. Màu tím tượng trưng cho sự mơ mộng này, sự sáng tạo, đúng không? Giống như màu tóc của Jun. Màu tím này cũng là màu trend cho năm 2022 nha các bạn. Thế bảo sao nhuộm tóc vào đấy à? Đón chào 2022. Ok, đó là bốn ý nghĩa của bốn màu kim cương. Rồi, chúng ta còn có hai giỏ kim cương này. Một cái giỏ và một con gấu mèo. Jun có biết ý nghĩa của chúng không? Chắc là kiếp đỏ đen. Còn gì nữa đâu mà không phải sầu. Thì nó cũng là biểu tượng của sự may rủi. Đỏ và đen nó luôn đi song hành với nhau. Không cho đến lượt chúng ta gieo cả hai viên thì cũng là lúc mà sự đỏ đen nó cũng đều có thể cùng đến với chúng ta, hoặc là may mắn đến, hoặc là sự đen đủ đến. Thì đấy là màu của ý nghĩa của sự đỏ đen này. Sự may mắn hay là đen đủ. Khi chơi thì mỗi một người chơi sẽ nhận các cái nhiệm vụ. Chúng ta có cái nhiệm vụ lớn nhất, nó là thành tựu trọn đời. Nó rất là khó, nó có rất nhiều điểm, nhưng mà đó là một mục tiêu rất là lớn mà chúng ta sẽ phấn đấu để đạt được. Thì để đạt được các mục tiêu này, chúng ta sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ nhỏ hơn, trồng cái cây nhỏ hơn từng bước một, để chúng ta đạt được cái thành tựu lớn nhất và thành tựu cả cuộc đời mình có thể thực hiện. Đó. Và đó là ý nghĩa các thành phần có trong trò chơi này. Các bạn có đoán xem hay các bạn có tìm thấy được các ý nghĩa nào khác trong trò chơi không? Hãy để ở comment phía dưới nhé. Thì cảm ơn các bạn. Và tạm biệt. Gì đây? Nếu các bạn còn biết thêm những cái ý nghĩa đặc biệt nào trong bộ trò chơi này thì có thể comment xuống bên dưới để chúng mình cùng trao đổi với nhau nha. Ok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.